Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2023. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ trình hãng giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ nào bên mình thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối livestream ngày bên em hôm nay thì bên em lại về được con này, là con siêu phẩm của bạn nhé. Đấy, Galaxy Z Fold 3 phiên bản là 5G luôn. Thì giá thì là buổi tối trong livestream ngày hôm nay thì là con này bên mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ luôn. Nói chung là con này mình đọc giá là các bạn xuống tiền mua luôn các bạn nhé. Các bạn mua về trải nghiệm hay là chơi game, xem phim, nghe nhạc, dùng một con máy mà kiểu mà thiết kế như kiểu bao thuốc này, dùng cực kỳ là chất các bạn nhé, mà lại giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó, trên tay bên em đây là sản phẩm cũng như là Galaxy Z Fold 3. Con này thì nói chung là quá siêu chất rồi. Màn hình của nó thì là được cong này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cong vào bên trong xong gập vào nhá. Đấy, Samsung nó thiết kế một chiếc điện thoại thật các bạn. Mình cũng phải lẻ Samsung thật, thiết kế một chiếc điện thoại nói chung là gập mà nhìn giống kiểu ngày xưa mà nó thật các bạn, quá chất luôn các bạn nhá. Đấy, gập cong màn hình đấy. Chứ cái điện thoại của mình đây bây giờ mà gập cong màn hình thì chỉ có vứt đi các bạn nhá. Đấy, màn hình thẳng này gập cong màn hình thì vứt đi luôn. Nhưng con này là màn siêu cong luôn. Đây, các bạn có thể uốn cong vào màn hình này, gập vào này, như viên thuốc luôn các bạn nha. Dùng rất là to luôn. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết và giá cả con này. Nói chung là con này mình đọc giá là các bạn xuống tiền luôn các bạn nhá. Đấy, trên tay bên em đây là sản phẩm cũng như là Galaxy Z Flip 3 5G. Con này của như mình là Z Flip gì nhỉ? Fold nó khác mà Flip nó khác. Mình soi các bạn là mình không dành con này các bạn nhé. Fold nó khác mà Flip nó khác các bạn nhỉ? Ồ. Từ để mình ấy nhá, để mình tìm kiếm lại con này nhá. Con này của như mình là Z Flip 3 5G, để mình search lại cấu hình cho bạn nhá. Sorry là mình không bán con này, không biết Galaxy. Mình sẽ Philip. Đấy, xin các bạn nhá. Đã. Mình sẽ giới thiệu qua là trên tay mình sản phẩm coi như là con Galaxy Z Flip 3 5G. Đấy, con này của bên em thì là phiên bản coi như là công ty các bạn nhé. Đấy, phiên bản của này của bên em thì là phiên bản là công ty 2 sim 2 sóng này. Đấy, phiên bản là công ty 2 sim 2 sóng. Về cấu hình con này bên em thì cực kỳ là khủng. Phiên bản là RAM 8GB và bộ nhớ tận là 256GB các bạn nhé. Đấy, bản trình hãng công ty mà tận 256GB. Màn hình con này của nó là Dynamic OLED 2X nhé, 6,7 inch. Màn hình phụ của nó thì là 1.9 inch Full HD cộng. Không biết là cái màn hình phụ là chỗ đây phải không? Nói chung là con này thì mình không. Con này thì mình không gì nhỉ? Đây màn hình phụ đi các bạn nhé. Màn hình phụ nó sẽ hiển thị ngày giờ ở đây các bạn nhé, rất là hay các bạn nhé. Đấy ạ. Nói chung là con này thì mình không dành nhiều lắm này. Này, về thông tin cấu hình này thì các bạn có thể là tham khảo thêm các bạn nhé. Dung lượng pin con này thì là mình pin của nó thì là pin 3K3. Đấy, chip Snapdragon là 888 các bạn nhé. Nói chung là chip này các bạn gánh game hay là chạy đa nhiệm cực kỳ ok luôn các bạn nhé. Camera cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy, camera cực kỳ là sắc nét này. X5 này, X1 này. Ui giời, màn hình full này. Có chứ là màn hình rộng này. Ui các bạn nhìn này. Ui, quá chất quá đẹp các bạn nhỉ. Quá là chất luôn này. Và camera trước thì nó thật các bạn, quá đẹp luôn. Đấy. Đấy. Camera trước thì quá là chất các bạn nhá. Thì mình sẽ test thử qua cái âm thanh cái con này thì của nhà mình. Thì là cái con này ở thời điểm tại thì con này có đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Đấy. Mà giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn là cực kỳ là rẻ các bạn nhá. Đây, hai loa kép các bạn nhá, một loa bên trên và một loa bên dưới này. Đấy, loa nghe cực kỳ sướng các bạn ạ. Đấy, nghe cực kỳ là phê luôn các bạn nhá. Đấy. Cổng sạc Type-C các bạn nhá. Đấy. Nói chung là các bạn mua con này về trải nghiệm chơi game, xem phim, nghe nhạc thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Và tình trạng con này của nhà mình thì ngoại hình thì các bạn khỏi phải chê các bạn nhé. Đấy. Về ngoại hình thì các bạn khỏi phải chê luôn này. Đây, ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Máy còn rất là ok các bạn nhé. Về tình trạng con này của nhà mình thì là giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý bọn giá có như là
4.500.000 đồng. Tại vì sao mình thanh lý con này 4.500.000 đồng? Thì là tình trạng con này của nhà mình thì màn hình đẹp các bạn nhé. Đây, màn hình của nó trong veo luôn, không ám gì các bạn nhé. Màn hình trong veo không bị ám, chỉ duy nhất coi như là bị cấn một hai chỗ đấy các bạn nhé. Đây, chỉ duy nhất coi như là một cấn nhẹ thôi. Để các bạn nhìn kỹ này, đây các bạn nhìn kỹ nhá. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mình thấy các bạn nhé, nó chỉ cần một nhẹ tí ở đây, mấy một tí ở đây, mấy một tí ở đây, một tí ở đây. Đấy, chỉ cấn nhẹ, nói chung là một chỗ đây là ấy nhá. Đây các bạn nhìn kỹ mình thấy thôi. Đây các bạn nhìn nghiêng, nó chỉ cấn một tí đây thôi, kiểu nó cấn kiểu cái ấy, kiểu người ta tì vào ấy, nó chỉ cấn vào đây thôi các bạn nhé. Đấy, giá cực kỳ là rẻ, cấn tí đây thôi các bạn nhá. Giá thì buổi tối, trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 4.500.000 đồng. Bạn nào mà mua về tặng coi như là các chị em phụ nữ hoặc các bạn để dùng con này để trải nghiệm, nó dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, nhà các bạn nào mà có kiểu vợ hay bà xã mà thích kiểu mà làm văn phòng ấy, mà kiểu mà thích làm văn phòng mà thích kiểu mà sang chảnh hoặc là hoa oai ấy, thì các bạn phải cân nhắc mua con này các bạn nhé, rất ok luôn. Đấy, máy gập cho các chị em phụ nữ này, như kiểu là một cái nhiều một cái máy trang điểm son môi đấy, son môi các kiểu các bạn có thể là đây, các bạn gập ở đây, các bạn quay camera lên, các bạn thử đánh son môi trang điểm rất là ok các bạn nhé. Đấy, giá có 4.500.000 đồng thôi, phiên bản 5G RAM 8, bộ nhớ là 256GB các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm coi là con Z Flip 3 5G thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhá. Qua hai số hotline này là 0966 và 0833, hoặc các bạn gần trực tiếp qua địa chỉ hàng mình là số nhà 72 phố Ba Thá, Viên An, Ứng Hòa, Lộ để là giao lưu cho đồ mua bán. Và ở xa thì mình có Shipco. Ở bên mình thì được kiểm tra và nhận hàng thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình để bán ra thì là bao test cho các bạn coi như là toàn máy trong vòng 10 ngày và bảo hành coi như là phần cứng coi như là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và các bạn mua sản phẩm bên mình thì các bạn hoan hỉ cọc trước cho bên em coi như là 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm bên mình các bạn nhé. Đấy, nói chung là các bạn mua điện thoại về chơi nói chung là cực kỳ giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, có 4.500.000 đồng các bạn cân nhắc mua này cực kỳ ok các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày livestream ngày hôm nay thì bên em lại về con này là con Oppo A54, phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình của nó thì là 6.5 inch, camera của nó là âm màn hình chống bụi bẩn cực kỳ ok, pin thì nó là pin 5000, màn hình của nó thì 6.5 Full HD cộng các bạn nhé. Đấy, cực kỳ ok luôn. Về ngoại hình con này thì là máy còn là 90/90%. Giá thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là sẽ là 2.300.000 đồng. Này, cái con Oppo A54 này, phiên bản là RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB. Giá sẽ là coi như là gì nhỉ? 2.300.000 đồng cho bạn nhé. Nói chung là pin 5000 các bạn dùng ra xả một ngày cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, Oppo A54 ngoại hình còn rất là ok các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một con Oppo tiếp các bạn nhé. Trên tay bên em đây là sản phẩm cũng như là Oppo A55. Đấy, A55 là sẽ là đàn anh của A54 các bạn nhé. Này, giới thiệu thiết bị này, Oppo A55 phiên bản cũng là RAM 4GB và bộ nhớ trong con này của nhà mình sẽ là có 64GB bạn nhé. Đấy, RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này của nhà mình thì màn hình của nó cũng là 6.5 inch, camera của nó âm màn hình chống bụi bẩn cực kỳ ok, dung lượng pin của nó cũng là pin 5000. Đấy, đàn anh của A54 thôi. Ngoại hình thì cũng khoảng chầm chầm hết các bạn nhé. Máy cũng còn là 90/90%. Con này buổi tối ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là cũng là 2.300.000 đồng. Này, cái con Oppo A55 này sẽ là 2.300.000 đồng, phiên bản là RAM 4 và bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Giá cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Nói chung là các bạn mua những con này về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Chỉ có đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường thì nói thật các bạn là lỗi vặt thì cực kỳ không bao giờ có các bạn nhé. Các bạn những cái dùng này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng sản phẩm bên mình các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này, con Galaxy A90 5G các bạn nhá. Trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con A90 5G. Thì con này của nhà mình thì là cấu hình cực kỳ là khủng các bạn nhá. Về cái ngoại hình con này thì là máy đẹp chấm hết luôn này. Con này thì nó thật các bạn đẹp đẹp không khác gì là máy mới các bạn nhá. Đây. Máy đẹp thì không khác máy mới luôn, mặt sau vẫn còn nguyên cái miếng dán này. Mặt sau nó vẫn còn nguyên cái miếng dán cũng như là theo máy luôn các bạn nhé. Mặt sau vẫn còn nguyên miếng dán theo máy này, khỏi phải ghê chê các bạn nhé. Tình trạng con này của nhà mình thì là màn hình của nó thì là hơi bị ám nhẹ một tí bên dưới đấy các bạn nhé. Đây, hơi bị ám nhẹ một tí bên dưới thôi, các bạn để ý kỹ mới thấy các bạn nhé. Đây, màn hình trắng bốp luôn, chỉ ám nhẹ phần tí bên dưới thôi. Tình trạng con này của nhà mình thì là bị mặt trước chỗ là camera của nó thì bị hơi bị sứt kính một tí các bạn nhé. Đây, hơi bị sứt kính một tí thôi. Đấy, con này thì là mình sẽ thanh lý giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé, 3.000.000 đồng. Đấy, con Galaxy S10 5G phiên bản là RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Con này của nhà mình thì là màn hình của nó thì là 6.7 inch nhá, QHD 2K cộng.
pin thì là pin 4K5 phiên bản Hàn, một sim một sóng các bạn nhé. Con này của nhà mình là phiên bản Hàn, một sim một sóng, máy màu gold rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 3 triệu đồng cho bạn. Nói chung là 3 triệu các bạn mua con này về, nó thật các bạn. Mình cam kết khẳng định với các bạn là tầm phân khúc 3 triệu đồng thì nói thật các bạn, không con nào nhanh, sướng, mượt như con này các bạn nhé. Màn hình 6,7 inch 2K, tội gì các bạn phải nhao nhao mua sản phẩm đời mới bây giờ dùng nó thật các bạn đơ lòi tâm tít ra mà giá tận 10 triệu như con Oppo ấy, những Oppo mà Zelo đời mới, Zelo 8910 bây giờ, Zelo 8910 bây giờ toàn 10 triệu nó thật các bạn. Dùng xách dép những sản phẩm như là Galaxy S10 này các bạn nhé, chip flagship ngày xưa nó dùng cực kỳ là chất luôn các bạn nhé. Đấy, phân khúc 3 triệu thì nói thật các bạn gọi con này mà cũng tổ luôn các bạn nhé. Nói chung là dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Cứ yên tâm sản phẩm bên mình các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm có như là Galaxy A12 các bạn nhé. Trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên em lại về được sản phẩm có như là Galaxy A12 luôn. Hôm nay nhà mình về được hai con các bạn nhé. Đấy. Về ngoại hình con Galaxy A12 này của nhà mình thì ngoại hình thì là máy còn là 90/90%. Đấy. Hai con đều là 90/90%. Cái con Galaxy A12 này thì mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình chi tiết cái con này và phân khúc giá cả các bạn nhé. Đấy, Galaxy A12 phiên bản là công ty, hai sim hai sóng. Cấu hình hai con này của nhà mình đều là phiên bản là RAM 4GB và bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó thì là 6,5 inch HD cộng, dung lượng pin của nó thì là pin 5000. Nói chung là phân khúc mà 2,4 triệu thì con này thì nói chung là dùng cực kỳ là sướng các bạn nhá. Nói chung là các bạn mua những con này thì thật là các bạn đáng đồng tiền bát gạo và bạn bỏ ra luôn. Dùng nó cho bạn đập máy với hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt thì không bao giờ có các bạn nhá. Đấy. Galaxy A12 trong buổi tối livestream ngày bên em thì hôm nay thì bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2,4 triệu một con các bạn nhá. Thì hôm nay nhà mình về được hai con các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay bên em thì lại về một con này là con siêu Samsung luôn. Siêu Samsung luôn các bạn nhá, mà là giá nó thật các bạn. Nó thật các bạn, mình đọc giá là các bạn xuống tiền luôn các bạn nhá. Đấy, trong buổi tối livestream ngày hôm nay bên em thì lại về được con này con Galaxy S20 Ultra 5G phiên bản Hàn Quốc, một sim một sóng. Cấu hình nó thật các bạn quá khủng luôn, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Màn hình của nó Dynamic OLED 2X 6,9 inch. Màn hình thì là trong veo veo các bạn nhé. Màn hình con này bên mình thì là trong veo veo luôn. Về ngoại hình con này thì mình đánh giá thì là máy còn 90/90 một chút. Ở phần dưới thì nó thì là hơi phẩy nhẹ một chút các bạn nhé. Đấy, phần dưới của nó thì là hơi phẩy nhẹ thôi. Còn viền vùng thì cực kỳ ok luôn các bạn nhé. Viền vùng cực kỳ ok luôn. Mặt lưng thì còn cực kỳ ok các bạn nhé. Màn hình thì là trong veo veo luôn các bạn nhá. Đấy. Đây, viền ở dưới thì nó hơi phẩy nhẹ một chút thôi. Thì là trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì con này bên em này mình sẽ thành lý giá cực kỳ là rẻ các bạn nhá. Chip Snapdragon là 865, chip dòng. Chip này các bạn gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Màn hình to 6,9 inch thì là pin 5000, cực kỳ là trung, cực kỳ là châu bò luôn. Nói chung là pin 5000 mà cực kỳ là châu bò. Camera sau của nó thì là 100x các bạn nhá. Đấy, camera của nó, đằng sau của nó thì lên tới tận là coi như là 100x luôn. Các bạn quay phim hay là zoom vào hay là gì nó thật các bạn, quá sướng luôn, lên tới tận 100x này. 100x luôn. Ui, đáng đồng tiền các bạn ạ. Quay camera nét trong veo veo các bạn nhá. Mà lại giá cực kỳ là rẻ luôn. Ở trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý các bạn giá con này sẽ là gì nhỉ? 6,2 triệu đồng. Đấy. Galaxy S20 Ultra 5G trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý các bạn giá coi như là 6,2 triệu đồng cho bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là siêu phẩm, nói chung là giá nó thật quá, lại quá là rẻ luôn. Đấy. Galaxy A71 phiên bản là công ty, hai sim hai sóng nó thật các bạn. Phân khúc 3,5 triệu thì nó thật các bạn, con này vô đối về cấu hình dùng cực kỳ là sướng luôn. Galaxy A71 phiên bản là công ty, hai sim hai sóng. Chip Snapdragon là 730, RAM thì là RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó thì là trong veo veo luôn các bạn nhá. Camera âm màn hình chống bụi bẩn cực kỳ ok. Màn hình của nó Super OLED 6,7 inch Full HD cộng. Dung lượng pin của nó thì pin 4K5 luôn. Đây ạ. Đây, về ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Nói chung là phân khúc 3,5 triệu các bạn mua con này nó thật các bạn dùng đáng đồng tiền bát gạo. Thay vì các bạn bây giờ cứ nhao nhao vào sản phẩm điện thoại đời mới bây giờ nó thật các bạn, thì nó thật các bạn bỏ tiền ra các bạn thừa tiền. Đấy. Mình nói thẳng luôn là các bạn bỏ tiền ra các bạn mua những sản phẩm Oppo, Redmi đời mới bây giờ nó thật các bạn. Nó thật các bạn là các bạn thừa tiền luôn. Không phải thứ nhất là thừa tiền mà thứ hai là các bạn tiêu tiền không đúng cách. Đấy.
các bạn, mình cũng giải thích các bạn là tiêu tiền không đúng cách như nào. Tại vì nếu mà bây giờ mình mua con Oppo mà Reno 6, 7, 8, 9, 10 bây giờ mà tầm khoảng độ 10 triệu, nói thật và các bạn dùng thật không bao giờ sướng những sản phẩm đời lướt, siêu lướt đời trước của Samsung này các bạn nhé. Đấy, nói thật các bạn tiêu tiền không đúng cách. Nhiều khi mình cũng xót ruột cho các bạn, nhưng các bạn nhiều khi các bạn nói thật các bạn, tâm lý bây giờ thì ai mua hàng thôi. Nhiều khi các bạn cứ ăn chắc mặc bền là kiểu mà ra điện máy xanh, bảo hành tốt, ồ tao mua mới tao được đập hộp các kiểu đó kia các kiểu, nói thật các bạn, cái đấy nói thật bây giờ nó phù du, nó không quan trọng dù các bạn nhé. Nói chung là các bóc hộp hay là đập hộp, nói thật các bạn bây giờ nó không có một tí quan trọng đâu các bạn nhé. Đấy, nói chung là tầm 3,1 triệu thì 3,500,000 đồng mà các bạn cầm mấy con máy mà Oppo mà Zeno mà 10 triệu, nói thật với các bạn ra nói chung là lướt tốc độ, chơi game này, xem phim, nghe nhạc, vào mạng, lướt web hay là lượt YouTube với con này, là thật các bạn so sánh với con này mình cả mất máy luôn. Đấy, nói thật các bạn là nếu các bạn mà mua con Oppo mà Zelo hay là Zelo dưới lủng mà tầm 10 triệu các bạn mà cầm ra mà hiệu năng mà nhanh hơn con này thì nó thật với các bạn mình cả mất máy luôn. Đấy, con này mà chậm hơn là thật với các bạn mình mất máy luôn các bạn nhé. Đấy, mình cam kết với các bạn nếu mà con này mà chậm hơn máy 10 triệu của bạn Oppo đời mới bây giờ, mình cam kết với các bạn con này là mình sẽ coi như là mất máy luôn. Nếu mà các bạn nhanh hơn từ chơi game này, xem phim, nghe nhạc, lướt web này hay là rủ tất cả đa nhiệm một cái thứ gì, nếu mà nhanh mượt hơn con này thì nói thật mình mất máy luôn bạn nhé. À, chơi mất máy luôn, Việt Nam nói là làm. Bạn nào mà cầm máy nào mà nhanh hơn con này mà phân khúc Oppo mà Zelo đời mới bây giờ, nói thật mình chơi luôn các bạn nhé, khẳng định mình dám chơi luôn, không bao giờ mình lòi linh tinh các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là con Redmi Note 11 trong buổi tối livestream ngày hôm nay. Thì về ngoại hình con này thì là máy còn là 90/90%, máy mặt trước thì là vẫn còn nguyên siêu luôn này, bóc ra là thật các bạn như mày mời luôn các bạn nhá. Đây ạ, nguyên siêu luôn này các bạn, bóc ra là thật các bạn như mày mời nhá, không một vết xước luôn là thật các bạn. Ui giời ơi, nói thật các bạn không khác gì mày mời luôn mà lại giá lại cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, trong buổi tối ngày livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là Redmi Note 11. Màn hình của nó thì là AMOLED 6.43 inch Full HD cộng, chip Snapdragon là 680, phiên bản sẽ là RAM của nó là RAM 4GB, con này của nhà mình là phiên bản là RAM 4GB các bạn nhé. Bộ nhớ trong con này là 128GB, pin thì là pin 5000, màn hình của nó thì là màn hình AMOLED cực kỳ là sắc nét luôn. Cái con này nói chung là dùng, nói thật các bạn dùng sướng luôn, nói thật về độ sướng cũng sướng và bền thì cũng cực kỳ là bền. Nói chung là để mà phân khúc con này mà tầm phân khúc con này mà cả mỗi các bạn mua mới, nói thật các bạn nhanh thì con Oppo nhanh hơn con Samsung này, nói thật không bao giờ nhanh bằng các bạn nhé. Nếu mà để mà đo hiệu năng mấy cái con Redmi Note 11 này đời mới hơn con A71 này, thật các bạn để nói mà so hiệu năng con này thì gọi con này cũng tổ luôn các bạn nhé, nhanh mượt hơn nhiều các bạn nhé. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2,900,000 đồng. Đấy, Redmi Note 11 phiên bản là RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB, máy đẹp loang quang luôn các bạn nhé, màu xanh đẹp loang quang, màn hình không một vết xước luôn, bọc già như mày mới các bạn nhé. Nói thật các bạn, máy mới thì là 19-10. Đấy, tội gì các bạn phải mua vào máy mới, bây giờ các bạn mua máy mới bây giờ là gần 5 triệu rồi. Đấy, các bạn mua lướt con này thì là thật các bạn có 2,9 triệu thôi. Đấy, chênh các bạn giảm, nói chung là giá được rẻ là rất là nhiều các bạn nhé. Mua con này bây giờ các bạn mua cũng phải tầm hơn 4 triệu rồi, mua mới của nó cũng phải hơn 4 triệu các bạn nhé. Nếu các bạn mà ra showroom to là máy mới cũng là hơn 4 triệu các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 2,9 triệu thôi, rất là rẻ cho bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì lại mình lại về một tiếp tục là một dòng flagship, nói chung là giá nó thật các bạn quá rẻ luôn. Đấy, hôm nay thì là bên em lại về được con này là con Galaxy Note 10, con này của nhà mình thì là phiên bản Mỹ nhá, một sim một sóng, nói chung là phân khúc có như là 4,200,000 đồng. Nói thật các bạn con này dùng nó quá sướng, đẳng cấp các bạn nhé. RAM thì là RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB, chip Snapdragon là 855, chip này các bạn xử lý game hay là gánh đa nhiệm cực kỳ ok các bạn nhé. Màn hình của nó Super AMOLED 6.3 inch, cong tràn ra bên ngoài cực kỳ là sắc nét luôn. Về cái ngoại hình con này thì là máy còn là 90/90%, máy còn rất là đẹp các bạn nhé, máy màu đa sắc là rất là đẹp luôn này, và màn hình thì cũng cực kỳ là trong veo luôn này, màn hình ở trong veo veo luôn. Đấy, mà giá thì là bên mình sẽ thanh lý bọn giá có như là cũng 4,200,000 đồng. Thật, nói thật với cam kết với các bạn giá con này thì là mình sẽ cam kết là giá rẻ nhất thế giới luôn. Đấy, mình khẳng định với các bạn là con này thì mình sẽ cam kết với các bạn là giá rẻ nhất thế giới. Nếu mà các bạn mà cầm khắp con này đi khắp Việt Nam này, các bạn khắp Việt Nam mà không thấy con nào rẻ hơn, và các bạn mà đi khắp thế giới mà không thấy con nào rẻ hơn,
mình sẽ tặng máy luôn nhá. Đấy, nếu mà các bạn nào mà mua ở shop nào mà rẻ hơn sản phẩm bên mình. Đấy, nếu mà các bạn mà qua shop khác mà mua một con lót 10, máy đẹp loang quang này, và màn hình thì là trong veo vèo này, zin đét đẹp này. Đấy, mà rẻ hơn shop mình thì mình sẽ tặng các bạn con máy luôn các bạn nhá. Nếu mà rẻ hơn shop mình thì mình sẽ tặng luôn con máy luôn. Đấy, Việt Nam nói là làm các bạn nhá. Đấy ạ, địa chỉ cửa hàng bên em rõ ràng luôn. Cửa hàng bên em là thật các bạn, to đùng to làng luôn. Đây ạ. Đây, cửa hàng bên em thì mình sẽ quay lên cửa hàng bên mình các bạn nhé. Đây, cửa hàng bên em thì là đo bình luôn. Đây, đây, đây là cửa hàng bên em các bạn nhé. Đây là buổi tối đang đóng cửa thôi. Đây, cửa hàng bên em thì là to đùng to làng luôn. Nhà mặt đường luôn các bạn nhé. Không phải là trong ngõ, trong vùng gì đâu các bạn nhé. Tháng thuê gần 10 triệu các bạn nhé. Làm chỉ đủ ăn thôi. Đấy, nên là các bạn thông cảm với mình nhé. Nói chung là nói thật các bạn là năm 2022 thì các bạn cũng nên đi ngoài online đi. Tại vì mua hàng online bây giờ rất là rẻ. Mà mình bán ra nó thật các bạn, bây giờ nó thật các bạn không ăn thua được các bạn nhé. Mình bán mấy con này thôi, mấy con này nó thật nhiều khi mình bán cho nó vui thôi. Mấy con điện thoại nó thật bạn không vui. Bây giờ thật ra lãi lời nó không được bao nhiêu. Mà tiền thuê cửa hàng các kiểu mình đã mất gần chục triệu rồi. Xong mình còn thuê cả nhân viên nữa. Đấy, tháng cũng mất gần chục triệu rồi. Nói thật các bạn bây giờ làm không ăn thua đâu. Cả nhân viên, cả cửa hàng bây giờ mình cũng mất gần 20 triệu đồng. Mà mình còn chưa chi phí của mình. Vợ con của mình bây giờ cũng phải mất tầm chục nữa. Thế là mất 30 triệu rồi. Nói thật các bạn, bây giờ làm nó chỉ đủ ăn đủ nuôi mồm mới thuê tiền nhà. Nói thật các bạn, chán lắm. Bảo sao bây giờ mình làm YouTube mấy năm này, thật ra bây giờ vẫn nghèo có cái gì đâu. Đấy, các bạn cứ hỏi các YouTube khác biết mình. Thật bây giờ vẫn nghèo rất mùng tơi, có cái gì đâu mà. Thực ra mình bán như này nhiều khi con máy chẳng may là lỗi, hay là lỗi vỡ cả mồm ra các bạn ạ. Nhiều khi không ăn thua được các bạn ạ. Làm điện thoại thì nó thật các bạn không ăn thua đâu. Nếu mà bạn nào mà bây giờ còn chí hướng mà học điện thoại thì mình cũng khuyên các bạn là các bạn không nên học điện thoại các bạn nhé. Các bạn mua những sản phẩm coi như là đời mới hơn bây giờ các bạn nhé. Đấy, các bạn học những cái nghề mà bây giờ kiếm nhiều tiền hơn bây giờ nhé. Nói chung là các nghề này bây giờ nói chung là chỉ nghề phụ thôi. Thực ra là các bạn nào mà có nhà rồi ấy, các bạn làm ấy thì các bạn làm vui chơi chơi ấy thì các bạn có thật đủ ăn thôi. Còn thì là các bạn mà làm những sản phẩm kia thì thật các bạn không bao giờ đủ ăn các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về là sản phẩm của Galaxy A90 5G. A90 5G thì là 3.200.000 đồng cho bạn nhé. Nói chung là bọn này thì là sẽ là màn hình của nó Super AMOLED này, 6.7 inch, phiên bản là Hàn Quốc, một sim một sóng, RAM thì là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB, pin thì là pin 4K5, chip Snapdragon là 855. Đấy, phân khúc 3.200.000 thì các bạn phải cân nhắc mua này nhé, bạn dùng nhá, dùng cực kỳ là sướng luôn. Đấy, có hỗ trợ sạc siêu nhanh các bạn nhá, dùng rất là rẻ cho bạn nhé. Và tiếp theo thì là mình thì là sản phẩm trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là mình có đôi lần để lôi lời tư vấn cho bạn. Đôi lời tư vấn cho bạn thì các bạn bây giờ tình trạng coi như là gì nhỉ? Tình trạng iPhone coi như là đây fit câu màn này. Câu xanh màn. Đấy, câu xanh màn iPhone. Câu xanh màn nhé. Các bạn lên TikTok các bạn gõ câu xanh màn iPhone thì là nó thật các bạn là các bạn bây giờ các đây đấy tình trạng coi như là câu xanh màn này đấy. iPhone bây giờ là đang có cái coi như là tình trạng xanh màn này thì là nó thật với các bạn đây đấy, thì người ta chỉ câu một cái dây đồng này đấy, ở dưới cái chữ N chữ F ấy bên dưới luôn nhá. Đấy, đầu nó thì câu rồi đấy. Lỗi phần cứng nghiêm trọng của iPhone đấy, kỹ thuật viên về xử lý cho không cần cộng dây đồng màn hình. Đấy, đấy tình trạng bây giờ iPhone nó xanh màn rất là nhiều. Đấy tình trạng iPhone bây giờ nó xanh màn rất là nhiều. Thì nói thật với các bạn là các bạn bỏ tiền ra các bạn mua iPhone thì là theo lời khuyên của mình từ 12 Pro Max 13 từ iPhone 13 Pro dòng 13 Pro 13 Pro Max thì nó hay bị xanh màn, thì là theo lời khuyên của mình thì các bạn nên bỏ tiền ra các bạn mua iPhone đời cao ấy thì các bạn phải ra tận cửa hàng. Nên đi mua một cửa hàng, nhưng mà các bạn theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi ra thêm một cửa hàng khác để check xem có bị câu màn thì các bạn nhé. Chẳng may các bạn bỏ ra coi như là 10-20 triệu đồng mà các bạn mà người ta dí cho bạn này. Chẳng may các bạn mà bỏ ra coi như là 10-20 triệu đồng mà các bạn người ta dí cho các bạn coi như là một con máy mà câu màn hình như này, nó thật các bạn, các bạn ngậm quả đắng thì vỡ cả mồm ra các bạn nhé. Đây đấy, bây giờ người ta đang câu coi như là dây đồng các bạn nhá. Đấy, đây là lời khuyên của mình là một chân thành một người bán hàng. Thì vì iPhone đời cao thì là bên mình không bán. Bảo sao thì nhiều khi mình nhập mình còn không muốn nhập cơ. iPhone mà người ta mang tới mà 12, 13 Pro Max nhiều khi mình cũng không dám mua các bạn nhé. Đấy, 14 thì không sao các bạn nhé.
Nhưng mà cái dòng 13 Pro Max, 13 Pro nó hay bị xanh màn như kiểu này lắm này. Đấy là lời khuyên của mình để các bạn nên đi mua hàng ấy, thì là các bạn phải đi ra thêm một cửa hàng khác check xem là màn hình đã bị fix lại chưa và bị câu lại chưa. Đấy, nếu mà các bạn mua phải những con máy như thế ấy, thì đột nhiên thì các bạn máy một các bạn đang mua 20 triệu đồng thì nói thật các bạn bán đi bán con máy đấy thôi các bạn, nó không còn bao nhiêu tiền luôn, có khi còn lỗ một nửa tiền các bạn nhé. Đấy là lời khuyên của mình là các bạn nên đi mua hàng iPhone đời cao thì các bạn cân nhắc nhé, tùy chọn những cái cửa hàng uy tín. Nói chung là cửa hàng uy tín thì người ta cũng câu kéo, nói chung là Trung Quốc họ câu họ kéo họ fix lại thì nói thật các bạn cũng không bao giờ thể biết được, nói chung là đen thôi, đen thì dính 1-2 cây thì các bạn cũng phải chấp nhận các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có sạc nhanh chính hãng này, bộ sạc nhanh 18W chính hãng của LG, giá sẽ là coi như là 99k, và bộ sạc nhanh 25W chính hãng của Samsung. Bộ sạc này là bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 150.000 đồng, bộ sạc này là bộ sạc siêu nhanh các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc, và xin chào lại clip sau các bạn nhé.